Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, mức tăng trưởng hai con số của cá tra là do các doanh nghiệp trả đơn hàng đã ký từ năm trước, tình hình kẹt cảng ở Hoa Kỳ và nhu cầu thị trường tăng cao. Tuy nhiên hiện nay, tình hình lại có sự thay đổi. Ách tắc trước đây thì nó xong rồi, ví dụ vấn đề trả nợ đơn hàng thì cũng xong rồi, rồi vấn đề cảng thì cũng hết kẹt rồi. Thì trên cơ sở đó, và thứ ba nữa quan trọng hơn là bắt đầu Mỹ rơi vào vấn đề lạm phát. Cho nên cái sức cầu nó bắt đầu nó giảm xuống rất là nhiều, và người ta lo ngại rằng có thể là nó sẽ giảm nữa, cho nên người ta lại không đặt hàng. Thì cuối cùng là cái mức độ xuất khẩu nó giảm. Dù vậy thì các doanh nghiệp cho rằng cá tra vẫn có nhu cầu tại thị trường Hoa Kỳ cũng như các thị trường khác trong bối cảnh lạm phát hiện nay. Tuy nhiên, xuất khẩu trong quý 3 sẽ chậm lại và hồi phục vào các tháng cuối năm. Ngoài ra, trong tháng 7 có nhiều thị trường bứt phá về nhập khẩu cá tra Việt Nam như Canada, Australia, Singapore, Philippines. Điều này cho thấy cơ hội xuất khẩu cá tra sang các thị trường vẫn rất lớn. Trong cái giai đoạn về lạm phát toàn cầu hiện nay, thì sản phẩm nào có giá trị và có giá cả nó phù hợp thì có thể sẽ được chọn lựa trước. Thì họ sẽ giảm bớt những cái mặt hàng ở cái giá trị cao hoặc là giá thành cao để mà có thể chọn lựa các sản phẩm giá thành thấp hơn. Thì tôi nghĩ rằng cá tra sẽ là một cái chọn lựa cho các thị trường đó. Ở ngoài thị trường của Mỹ ra, Nhật Bản, châu Âu, rồi thì Trung Quốc, Hàn Quốc là những thị trường rất là tiềm năng. Do vậy mà muốn nâng tầm của cái ngành cá tra thì công tác đầu tiên là công tác về nghiên cứu sản xuất con giống đảm bảo chất lượng và nâng cao được năng suất trong thời gian tới. Cũng theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, với sự hồi phục thị trường vào quý 4 cùng với việc điều chỉnh giá xuất khẩu, ngành hàng cá tra có thể mang về kim ngạch hơn 2 tỷ đô la trong năm 2022.